Ngày 24 tháng 10, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình. Làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thời gian qua, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện dân chủ ở tất cả các loại hình cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục phổ biến, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Công tác cải cách thủ tục hành chính được thực hiện theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch. Kết quả đánh giá sự hài lòng của tổ chức cá nhân đạt từ 97 đến 98,9%, không có đánh giá ở mức thấp. Đến nay, toàn tỉnh có 110 trên 151 xã phường thị trấn đã thực hiện mô hình bí thư, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã. Công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị tiếp xúc đối thoại với nhân dân được tăng cường, thực hiện nghiêm túc. 6 tháng đầu năm 2024, cấp ủy chính quyền các xã phường trên địa bàn tỉnh đã tiếp 884 lượt công dân, tổ chức 59 cuộc đối thoại với nhân dân. Mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường. Việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, xã, phường, thị trấn ngày càng đi vào nề nếp, gắn việc thực hiện dân chủ ở cơ sở với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Tại buổi làm việc, tỉnh Hòa Bình kiến nghị Ban chỉ đạo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ công chức trực tiếp tham mưu về công tác dân chủ tại cơ quan, đơn vị, địa phương các cấp, có văn bản chỉ đạo thống nhất về bổ sung, điều chỉnh thay thế các văn bản hướng dẫn về thành lập và hoạt động của Ban chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở các cấp sau khi luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định quan điểm lấy dân làm gốc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Mục tiêu đề ra là giải quyết quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy nhấn mạnh 6 nguyên tắc và những giải pháp trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục thực hiện trên địa bàn tỉnh thời gian tới. Một là đảm bảo cái quyền của công dân, của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động được biết, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra giám sát việc thực hiện cái dân chủ ở cơ sở. Thứ hai là đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, của các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cái việc thứ ba là thực hiện dân chủ ở cơ sở trong khuôn khổ của hiến pháp, đảm bảo trật tự kỷ cương, phải bảo vệ được cái lợi ích của nhà nước, bảo vệ cái lợi ích quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân. Cái nguyên tắc tiếp theo là đảm bảo công khai minh bạch, tăng cường trách nhiệm giải trình trong quá trình thực hiện dân chủ, tôn trọng ý kiến đóng góp của nhân dân. Phải đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền này, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, phát huy vai trò của người đứng đầu, là tăng cường chất vấn, trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri đối với cơ quan dân cử, đặc biệt là đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng dân các cấp và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, khối chính quyền, tức là nhà nước ấy, Ủy ban Nhân dân các cấp ấy, là phải công khai minh bạch thông tin, gặp mặt tiếp công dân, rồi cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát huy vai trò của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát và phản biện, là ban hành quy chế tiếp công dân, đối thoại giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo công dân của đồng chí Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng dân, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát và kỷ luật Đảng, kỷ luật chính quyền. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương ghi nhận đánh giá cao những kết quả trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh Hòa Bình thời gian qua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo chuyển biến tích cực trong việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, quốc phòng an ninh được giữ vững, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Ghi nhận những kiến nghị đề xuất của tỉnh Hòa Bình, đồng thời đề nghị phải đẩy mạnh cái quán triệt tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện cái quy chế dân chủ, để cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, tất cả nhân dân đều hiểu. Cái năm mà ta tổ chức đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng lần thứ 14 của Đảng, thì chúng ta phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo để tổ chức đại hội nó thành công. Một số cái công trình dự án chào mừng đại hội nè, các anh chị cũng phải làm tốt cái
thực hiện cái dân chủ cho tốt để dân đồng thuận. Mình phải cụ thể hóa, trên địa bàn tỉnh chắc anh cũng phải cụ thể hóa cơ chế đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, dân làm chủ. Mình phân rạch rõ mấy cái này, những phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thủ hướng. Thì cuối cùng báo chí, tất cả những cái việc mình làm đều xuất phát từ nhân dân, vì quyền lợi của nhân dân. Cải cách hành chính một cách toàn diện đồng bộ hơn, làm sao là phục vụ nhân dân tốt nhất, thuận lợi nhất, rồi phát huy tốt cái vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong thực hiện cái quyền làm chủ nhân dân, rồi đẩy mạnh cái giám sát phản biện, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhân dân. Trước đó, đoàn đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trố, sinh năm 1926, ở xóm Máy 2, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình. Thăm anh hùng lao động thương binh Trần Văn Cường, sinh năm 1948, ở tổ 19, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình.